Xin chào các bạn, mình là Trần Thu Trang, 31 tuổi, hiện nay đang là mẹ bỉm sữa, có một bé trai 25 tháng tuổi và đồng thời cũng là chuyên gia dinh dưỡng của tổ chức VBS. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một chủ đề mà tiếp nối với cái video trước mình đã làm, đó là chia sẻ phương pháp làm sao để cho các bé ăn dặm tốt. Thì sau cái giai đoạn ăn dặm, đó là giai đoạn các bé bước vào qua 1 tuổi và là ăn chính, thức ăn là khẩu phần ăn chính đối với các bé và sữa sẽ là khẩu phần ăn phụ. Thì làm sao để cho các bé có một cái sự hứng thú với thức ăn trong cả cái quãng đường phía trước của các bé. Thì gần đây thì mình cũng nhận được nhiều những cái câu hỏi của các bạn gửi đến, ví dụ như là tại sao bé nhà mình giai đoạn gần đây, lúc trước thì ăn rất là tốt, nhưng mà giai đoạn gần đây thì các bé ăn không muốn ăn này, rồi hầu như là không ăn gì, ăn không đáng kể. Thì rất là lo lắng là các mẹ rất là lo, bởi vì là không biết là bé như thế là ăn có bị thiếu dinh dưỡng hay không, rồi có bị chậm lớn hay không, vân vân, nhiều yếu tố lắm. Thì Trang hôm nay Trang chia sẻ để Trang giải đáp luôn cho các bạn cái vấn đề này. Thì đối với việc ăn uống của các bé thì xuyên suốt trong quá trình cứ liên quan đến vấn đề ăn của các bé, không cần quan tâm là giai đoạn nào, thì một nguyên tắc mà các mẹ nên nhớ, cần phải nhớ, đó là nguyên tắc cha mẹ chỉ được quyết định về con ăn thứ gì này, và ăn vào thời điểm nào, khi nào, mấy giờ trong ngày thì con sẽ được ăn, và ăn những cái thức ăn gì, mình nấu nướng cho các bé, đi chợ cho các bé để các bé được ăn những món gì. Chỉ hai yếu tố đó, còn yếu tố là lượng thức ăn là bao nhiêu, rồi cách ăn của các bé như thế nào, thì các mẹ hãy tin tưởng và hãy trao quyền quyết định cho các bé. Thì nó xuyên suốt cả cái giai đoạn là ăn dặm cho đến giai đoạn các bé trưởng thành luôn. Thì nếu các mẹ mà tuân thủ được cái nguyên tắc này thì sẽ tạo cho con một cái thói quen rất là tự lập, từ việc ăn uống cho đến những cái việc sinh hoạt của bé. Đồng thời là các bé sẽ phát triển theo một cái tự nhiên vốn có của cái cơ thể của bé, chứ không bị bóp méo và cũng không bị là bị quá áp lực về vấn đề là ăn uống của con. Thì đó là nguyện về nguyên tắc là mình hãy tin tưởng ở cái bản năng của con trong việc ăn uống, trao cho con quyền quyết định là con ăn lượng bao nhiêu, không ép, không thúc, và cách thức con ăn như thế nào, đấy, mình chỉ hướng dẫn định hướng thôi. Ngoài ra thì nó cái yếu tố thứ hai, đó là ăn thì phải đúng giờ. Thì khi mà cho các bé ăn đúng giờ, nó tạo thành một cái nếp, và các bé ăn nó sẽ rất là đều đặn, chứ nó không phải là thích ăn giờ nào thì ăn giờ đó. Và các bữa chính, các bữa phụ diễn ra trong ngày nên tạo thành một cái nhịp sinh học đều đặn cho các bé, chứ không nên là nay thì ăn giờ này, mai thì ăn giờ khác, nó không hề tốt cho các bé. Cái yếu tố thứ ba, đó là yếu tố là thành phần về dinh dưỡng dành cho bé ở cái giai đoạn sau khi ăn dặm, thì nó trở thành, sau ăn dặm thì đã trở thành ăn chính, thì lúc này sữa lại trở thành là khẩu phần ăn phụ của các bé. Thì giai đoạn mà sau 1 tuổi thì cái việc sữa của các bé, nhiều cha mẹ vẫn cứ giữ thói quen là cho con uống rất là nhiều sữa và cổ động khích lệ, nhiều khi là ép buộc các bé phải uống sữa rất là nhiều, thì dẫn đến một vấn đề, đó là các bé bị thiếu các cái nhóm chất mà sữa không đáp ứng được, những cái nhóm vitamin, khoáng chất mà chỉ ở trong thức ăn mới có thể cung cấp được, và sữa thì không đủ, dẫn đến là các bé bị dư về lượng chất béo, chất đạm ở trong sữa, nhưng về những cái vitamin, khoáng chất khác có ở trong rau củ quả, trái cây, thịt, trứng, sữa, có những cái nhóm chất mà trong sữa, trong cái khẩu phần sữa không thể đáp ứng được, thì dẫn đến một là bé bị béo phì vì là dư đạm và dư chất béo, hai là các bé bị suy dinh dưỡng ở thể dạng là bị thiếu chất. Thế thì ở đây á, các bạn phải cân đối lại là cái lượng sữa hàng ngày của con phải phù hợp, và đừng có
ép con uống nhiều sữa ở giai đoạn này nữa, nó chỉ là phần phụ thêm thôi. Thì như con nhà Trang là 25 tháng tuổi thì Trang thực tế là mình cho con mình uống được sữa mẹ cho đến bây giờ luôn, cho nên là mình cũng không phải quá lo lắng về việc là không biết là cho bé uống bao nhiêu hộp sữa, bao nhiêu ml sữa là phù hợp, sữa bò là phù hợp. Nhưng mà theo một cái lẽ tự nhiên đó là con bú thì phù hợp với cái nhu cầu của con. Mình không quá căng thẳng, không quá lo lắng về việc là không biết là mình bây giờ con 25 tháng như thế thì sữa của mình có đủ lượng cho con hay không. Không, mình không bị căng thẳng về những vấn đề như vậy. Và bé phát triển vẫn rất là tự nhiên. Thế rồi về các cái loại dinh dưỡng căn bản là chất đạm, chất bột đường, chất béo, chất xơ là phải cân đối trong bữa ăn. Tránh cho các bé ăn những thức ăn nhanh, thức ăn ngọt, không cho các bé tiếp xúc với đường nhiều và chất béo nhiều, dẫn đến là bị béo phì mà vẫn bị thiếu chất, dẫn đến là phát triển chiều ngang hơn là phát triển chiều cao. Thì ngoài ra thì những cái sản phẩm vitamin, khoáng chất bổ sung cho các bé thì các mẹ nên sử dụng cho các bé ở giai đoạn này. Thì tránh trường hợp là có những lúc là khẩu phần ăn uống của các bé mải chơi hay như thế nào đó ăn không đủ lượng thức ăn, thì những cái vitamin khoáng chất này trong một ngày các bạn nên cho bé bổ sung những cái viên vitamin khoáng chất tổng hợp ở một cái hãng tin tưởng được, tiêu chuẩn chất lượng tốt là ok. Thì Trang hiện nay vẫn cho con nhai một viên vitamin tổng hợp vào mỗi buổi sáng, thì kết quả rất là tốt, là bé rất ít khi bị bệnh lặt vặt và hầu như là không phải đi khám bác sĩ uống kháng sinh. Thì các bạn những cái câu hỏi của các bạn là con của mình hiện nay á là không biết là đang ăn rất là tốt nhưng mà sau đấy ăn thì lại không muốn ăn, hoặc là ăn rất là ít so với những cái ngày trước đó, thì các bạn đừng có lo lắng, bởi vì giống như cơ thể người trưởng thành của mình á, có những bữa mình mệt mỏi, mình căng thẳng, mình cũng đâu có muốn ăn nhiều đâu. Mà và sau đó cơ thể nó lại trở lại trạng thái cân bằng, lại ăn ngon, lại ngủ ngon, không có vấn đề gì cả. Thì các bé thường là hay trải qua những cái giai đoạn mà các bé phát triển lên những cái kỹ năng, rồi những cái trưởng thành của thể chất, thì nó có những cái khó chịu, những cái sắp xếp lại của cái tự nhiên cơ thể đó. Thì các mẹ cứ yên tâm là không sao cả. Khi nào con muốn ăn, con sẵn sàng ăn thì con sẽ ăn. Đừng ép, đừng nhồi, đừng thúc. Các bé là phải ăn, khẩu phần ăn bao nhiêu đây là đủ. Thế nên là các mẹ cứ yên tâm là hãy đồng hành cùng với con và cho con quyết định là nên ăn cái ăn lượng bao nhiêu và ăn như thế nào, cách ăn như thế nào. Trên đây là những cái kinh nghiệm cá nhân của Trang, hy vọng là góp một phần nào đó về cái kiến thức nuôi con của các mẹ. Chúc các bé và mẹ có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.